Xin chào tất cả các bạn thân mến, ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần video clip này. Ngày hôm nay thì Hà Nội mưa rất là to và chị nghĩ rằng là với thời tiết mát mẻ như vậy rất là thích hợp để chị có thể chia sẻ với các bạn về một trong số những kỹ năng nào đấy để chúng mình có thể học văn tốt hơn. Thế nên là ngày hôm nay chị quay trở lại cùng với các em ở trong phần video clip này. Rất là hy vọng những gì mà chị chia sẻ ngày hôm nay thì các em có thể áp dụng nó vào và có thể thực hiện cái bài làm của mình thật là tốt, không chỉ là trong bài thi Trung học phổ thông quốc gia mà ngay cả là học trên lớp thì chúng mình cũng sẽ có được số điểm thật là cao ở bộ môn văn học các em nhá. Về cái kỹ năng mà ngày hôm nay chị muốn chia sẻ với các bạn, dạo gần đây chị nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các em về việc làm như thế nào để có thể ghi nhớ được về hoàn cảnh sáng tác, hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm. Bởi vì chúng mình có khoảng chừng là gần 20 tác phẩm cần phải học cơ, mà các em lại cảm thấy rất là rối khi mà không biết làm như thế nào để có thể nhớ được hoàn cảnh ra đời, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm đó. Thì ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bí kíp, và chị hy vọng là với cái bí kíp mà chị hướng dẫn ngày hôm nay thì các bạn có thể áp dụng nó vào việc ghi nhớ cả nội dung kiến thức của các tác phẩm nữa, chứ không chỉ đơn thuần là ghi nhớ về hoàn cảnh sáng tác các em nhé. Bí kíp đó thì được chị tiết lộ ở trong cuốn sổ tay văn học này. Tại vì là chị vẫn thường ghi nhớ bằng những cái keyword, bởi vì bản thân chị cảm thấy rằng là khi mà chúng ta đã hệ thống được thành một loạt các cái keyword rồi ấy, thì cái việc ghi nhớ của chúng mình dễ lắm và chúng mình cũng khó để quên đi lắm. Thì đó là lý do tại sao mà chị đã nêu ra ở đây những cái keyword để chúng ta có thể nhớ được về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. Chị sẽ lấy ví dụ một cái đơn giản như thế này. Đây là những gì chị có về hoàn cảnh sáng tác, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Chí Phèo, nhà văn Nam Cao, một trong những tác phẩm rất là nổi tiếng, phải không ạ? Ở đây thì chị đã trình bày rất là rõ ràng về hoàn cảnh sáng tác rồi, thì sang bên này chị đã cố tình hệ thống lại cho các bạn ấy bằng những keyword như thế này. Nó bao gồm này: 1941, đôi lứa xứng đôi, đời sống nhân dân khổ cực, một cổ hai chồng, Pháp, Nhật, cái lò gạch cũ và Chí Phèo. Đấy là những cái keyword mà chị đã gạch rất là rõ ở đây rồi, và chúng ta hoàn toàn có thể ghi nhớ ngay lập tức về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này như sau. Đó là Chí Phèo thì được nhà văn Nam Cao viết vào năm 1940 và in lần đầu tiên vào năm 1941. Tác phẩm ra đời trong một cái bối cảnh, hoàn cảnh lịch sử xã hội vô cùng đặc biệt. Vào năm 1940 thì đây là thời điểm phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương, nhân dân ta rơi vào tình trạng một cổ hai chồng, và đời sống của nhân dân lúc bấy giờ thì vô cùng là cực khổ. Sự mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội ngày càng gay gắt, và đặc biệt là mối quan hệ giữa địa chủ cường hào và nhân dân, giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Nông thôn Việt Nam lúc bấy giờ hoang vắng, tiêu điều, xác xơ. Thêm vào đó thì những người nông dân phải chịu cảnh sư cao thuế nặng, đói kém mất mùa. Đây cũng là thời điểm bản thân nhà văn Nam Cao rơi vào tình trạng thất nghiệp, và ông phải sống lay lắt bằng việc viết văn và gia sư. Ông hiểu và đồng cảm với cuộc sống nghèo khổ của nhân dân trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, thế nên đã dùng ngòi bút của mình để viết nên truyện ngắn Chí Phèo, ban đầu lấy cái tên là Cái Lò Gạch Cũ, và sau này khi mà in lại thì chính Nam Cao đã quyết định đổi lại tên truyện ngắn này thành truyện ngắn Chí Phèo. Được không ạ? Thì có thể thấy rằng là đây, chỉ với những cái keyword như vậy thôi, các em có thể học rất là nhanh. Tất nhiên là các bạn cũng không cần phải học quá chi tiết và cụ thể như chị vừa dẫn cho các em, nhưng nếu nhớ được như vậy sẽ là tốt nhất các em ạ. Bên cạnh đó thì tất cả những cái tác phẩm, 16 tác phẩm trọng tâm ở trong bộ sổ tay văn học của chị cũng đã được trình bày rất là đầy đủ về mảng kiến thức này. Thế nên chị nghĩ rằng đây sẽ là bộ tài liệu mà 2K2 sẽ cần thiết phải đọc ngay bây giờ và sở hữu ngay bây giờ, để việc học văn của chúng mình sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều đấy các em ạ. Còn nếu như muốn biết cuốn sổ tay văn học của chị ở trong còn những điều gì thú vị nữa thì chúng mình sẽ gặp nhau ở trong những phần video clip lần sau, hoặc là các em có thể nhắn tin cho chị, hoặc là nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên các em nhá. Rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã theo dõi phần video clip này. Chị chúc cho các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.